lên em nha. Này, một con Mitsubishi đời cao cho anh em 2020, em tháo thế này nè. À, đồ ở đất này ha, rất là ok, vàng sạch tinh luôn nha anh em. Không, đồ mũ trắng tinh zin 100% luôn, tháo ra không có gì để rửa luôn nha anh em, chỉ lau keo lau đồ dính băng, dính băng đồ nha. Không, tháo toàn bộ một con máy rất là đẹp luôn nha anh em nha. Đấy, có nhiều anh em hỏi sao tháo ra không chụp hình quay đồ cảnh tháo, bữa nay em quay cho anh em mình xem nè. Mấy con đời cao thì anh em mình bao, anh em mình đẹp, anh em không thấy lo nha. Trinh trắng 100% luôn. Con này là hàng bãi nha anh em. Hàng bãi là nhựa nó có kéo, có chày, có xước nha. Thì em rửa sạch thì mình nhìn không kỹ không thấy đâu, lau sạch rồi. À, mấy cái vỏ lau keo hết rồi. Nhìn gần mới thấy chày xước nha. Đấy, hàng thế này. Bây giờ em đếp ráp rồi cho anh chạy nha. Đây nha anh em. Đấy, máy nó ráp hoàn thiện nha. Đu cực đẹp luôn, mới xịt nước sơ nha anh em, cho thấy nó hơi đấy nha. Đu cực đẹp luôn, quá trời đẹp luôn. 2020 nha anh em mình nha. Hàng bãi nha, có chày có xước nha anh em. Đây là hàng bãi. Đấy. À, zin thì zin 100% rồi nha. Đây, đuôi 2220 luôn. Ha, à, rất là đẹp luôn, hàng chẳng tin luôn. Giờ cho nó chạy nha anh em mình nha. Quá đẹp, quá đỉnh luôn. Đây nha anh em, đấy, máy nó hoạt động liền, rất là ok luôn, rất là êm luôn nha ha. 2220 BP2220 nha. Đây nha anh em, máy nó hoạt động nha, rất là ok, bao zin bao tốt luôn cho anh em mình ha. À, cái đuôi nó bị nghiêng nghiêng nhẹ chỗ đây thôi nha, nó nghiêng nghiêng cho nó không có cắn, không có xẹp cho anh em, đỡ lên nó chưa đẹp lắm. À, nó nghiêng nghiêng nhẹ thôi, cái đuôi rất là đẹp luôn, trắng tinh luôn. À, nó nghiêng đuôi rất rất là đẹp nha anh em mình nha. Máy chạy rất là ok luôn, bao zin bao đẹp luôn, bao trắng, bao zin, bao zin từ A đến Z luôn. Nên nhớ là máy bảy có chạy xước nha anh em mình. Đấy. Quá đẹp luôn. Ồ, máy chạy cực đỉnh luôn. Em ru. Hàng cao. Mấy con này là đầu 22 nha anh em mình. Đầu 22 là xài nó cho phòng khoảng 10 đến 12 mét vuông là tối đa nha. Khoảng dưới 35 mét khối nha anh em mình nha. Anh em mình xài nhiều quá thì đó là chuyện của anh em nha. Còn mình chỉ bao máy chạy lạnh thôi, còn không bao phòng lạnh. Phòng lạnh thì đủ số máy khối thì nó bao lạnh. À, có nhiều anh em thích ráp phòng to nó chạy tốt, còn mùa nắng thì sẽ chịu không nổi nha. Mùa mưa thì 14 15 mét vuông nó vẫn chạy được, mùa nắng nhiều lúc nó chạy không nổi, lâu lạnh, không phải là chạy không nổi mà lâu lạnh. Cho nên anh em mình chú ý cái việc lắp ráp cho cái phòng nó cân đối tí nha. Đó, ngoài những con này ra còn những con nhiều có công sức khác nhau rất là nhiều nha anh em mình nha. Có máy thường đời cao hàng đẹp luôn, có luôn nha anh em mình. Đấy, máy thường đời cao hàng xịn hàng đẹp, hàng lướt có, hàng đấu có, hàng bãi có anh em mình nha. Rồi thì em bán nhận ship cuối toàn quốc nha, nhưng có cọc ha. Ráp thì khu vực Bình Dương, Đồng Nai, Sài Gòn có cọc hết nha anh em mình. Đấy, mấy con này thì em bán là điện 500V này, cái kèm đổi nguồn remote nha. Thì mấy con này thì em bao ship luôn cho anh em mình luôn. Không bảo hành thì mấy anh em mình cứ thử trừ hẳn 500 ngàn nha anh em mình. Trừ hẳn ra 500 ngàn. Trực tiếp so giá em báo. Còn đó là em bao chạy trong một tuần. Còn bảo hành thì bảo hành cho anh em mình một năm thì đủ tiền nha. Mấy con này em bao ship toàn quốc luôn. 10 triệu 500 ngàn nha anh em mình. 10 triệu 500 ngàn cho một con máy, một người 2020 ống ả luôn. Quá là đẹp luôn. Thì tháng này nó rẻ xuống rồi nha anh em mình nha. Hai máy hạ xuống rồi đấy. 10 triệu rưỡi cho một con máy bao ship luôn. À, bao zin bao ship bảo hành một năm. Rồi chào tạm biệt anh em nha.